khỏe cho gia đình của mình nhiều hơn. Và cái chủ đề ngày hôm nay á, các anh chị, là bình thường thì chúng ta đều học cố vấn sức khỏe gia đình, tức là học những cái vấn đề tổng quát về sức khỏe, hoặc chúng ta học về những cái vấn đề xương khớp, rồi tim mạch, rất là nhiều yếu tố. Và cái đội của chúng ta thì tuyệt vời là rất là nhiều chuyên viên dinh dưỡng được học từ cái viện đào tạo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế. Cho nên kiến thức chúng ta cũng rất là sâu sắc các anh chị. Và bên cạnh đó, trong đoàn đội chúng ta cũng có rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ sẽ hỗ trợ để giúp cho các anh chị có những kiến thức đa chiều, giúp chúng ta có một cái kiến thức chuẩn hơn về việc ăn uống và một cách minh triết để giúp cho vấn đề sức khỏe cho gia đình của mình tốt hơn các anh chị. À, tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, tất cả các anh chị đã sẵn sàng là chúng ta sẽ trở thành một cái người chuyên viên dinh dưỡng và trở thành một người cố vấn sức khỏe cho gia đình của chúng ta không anh chị? Bao nhiêu anh chị đã sẵn sàng, mình hãy comment chữ sẵn sàng để cho mình chuẩn bị bắt đầu được không các anh chị? Rồi, mình chuẩn bị sẽ chia sẻ slide cho anh chị nhé. Chia sẻ slide thì các anh chị hãy sẵn sàng đi ạ. Anh chị hãy sẵn sàng trước anh chị nhé. Rồi, rất là tuyệt vời các anh chị. Và hôm nay là ngoài cái phần chia sẻ của mình ra đó, thì các anh chị còn được đón tiếp những cái nhân chứng, gọi là những cái nhân chứng sống, là những người đã sử dụng cái sản phẩm này. Trong cái mùa Covid này á, thì chúng ta đang tập trung vào một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là chúng ta đang mong muốn là sẽ chia sẻ một chương trình về sức khỏe cộng đồng. Làm thế nào để cho chúng ta có thể giúp cho khách hàng và những người thân của chúng ta, có một cái sức đề kháng tốt, có một cái hệ miễn dịch tốt để chúng ta vượt qua được cái mùa dịch này. Và điều đó, đó đòi hỏi chúng ta cần phải có kiến thức. Tại vì nếu chúng ta không có kiến thức á, thì chúng ta sẽ không biết làm sao để mà chia sẻ cho bản thân của gia đình mình cũng như là khách hàng của mình các anh chị. Đôi khi đối với gia đình chúng ta cũng không biết cách nói, thì làm sao chúng ta có thể nói với người bên ngoài được. Ok, rồi tất cả anh chị đã sẵn sàng đúng không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời, cảm ơn cô Dần rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Mình rất là thích là trong lúc chia sẻ là các anh chị comment, tại vì các anh chị comment đó là mình đều thấy hết đó các anh chị. Và các anh chị học được cái điều gì hay thì các anh chị nhớ note lại trong cái phần comment này để cho tất cả những người vô phía sau, rồi mọi người có thể học được, được không cả nhà? Rồi, cảm ơn ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì cái ngày hôm nay á, là mình sẽ phải đi chi tiết về cái vấn đề là cô Thủy có gọi điện trao đổi với mình. Là, ok, cảm ơn Tài rất nhiều. Cô Thủy có gọi điện cho mình là cô Thủy nói rằng là thấy mình đã tư vấn cho rất là nhiều người cải thiện cái vấn đề COVID rất là tốt. Cải thiện vấn đề COVID rất là tốt. Thì đợi mình xíu. Cho nên á, là cô Thủy muốn là mình chia sẻ cái kinh nghiệm để cái tư vấn về cái vấn đề là cải thiện COVID cho mọi người. Tại vì hiện tại là mình đã tư vấn cho rất là nhiều trường hợp rồi các anh chị. Mua dinh dưỡng về uống và sau đó sức khỏe cải thiện rất nhiều. Hoặc là có những người trong đội nhóm của mình đó, là có sẵn cái dinh dưỡng rồi, có sẵn dinh dưỡng rồi, thì cái việc mà nhiễm COVID các anh chị nó trở nên rất là nhẹ nhàng, nó giống như một cái cảm khá là bình thường và nhanh chóng để vượt qua đó. Cái điều đó chứng tỏ rằng á, là ở đây không có đơn thuần là chúng ta dựa vào cái sức khỏe của cá nhân mình có thể vượt qua, và chúng ta cần phải có một cái trợ lực ở bên ngoài. Cái nội lực bên trong của mình cũng rất quan trọng, nhưng mà chúng ta có thêm được cái trợ lực nữa thì tuyệt vời. Và ngày hôm nay mình sẽ xoay quanh cái quy trình tư vấn về cái dinh dưỡng và những cái bước để cho chúng ta làm sao để tư vấn một người khách hàng bị nhiễm COVID hoặc là người ta muốn ngừa cái COVID một cách tốt nhất. Và đây có thể nói là một cái chương trình cho cộng đồng. Đây là một cái chương trình cho cộng đồng. Chúng ta giúp đỡ vấn đề sức khỏe cho cộng đồng. Chúng ta không nói nhiều về tài chính, không nói nhiều về tiền nữa. Chúng ta tập trung làm sao cho cái cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và những người xung quanh chúng ta khỏe mạnh. Và cả nhà có đồng ý với mình là ngày hôm nay chỉ cần chúng ta khỏe mạnh, chúng ta không bị nhiễm bệnh, chúng ta đã là góp phần xây dựng đất nước. Tại vì chúng ta sẽ không làm gánh nặng cho cái hệ thống y tế của chúng ta. Chúng ta sẽ không chiếm được cái máy thở, chúng ta không chiếm những cái phòng ốc của người khác để những người bệnh nặng hơn có thể là nghỉ ngơi cả nhà. Đó là một cái điều tuyệt vời cả nhà nha. Vậy thì với một điều kiện là các bạn ở đây đã học qua một số cái lớp về dinh dưỡng rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ vào cái bước tư vấn là đơn giản nhất. Và mình mong muốn là cho dù chúng ta theo dõi, chúng ta kinh doanh, chúng ta trở thành Ikigai hoặc là học bất kỳ cái sản phẩm gì, thì cái nhóm sản phẩm về bảo dưỡng sức khỏe thì chúng ta cũng rất là cần. Tại vì về cơ bản á, cuộc đời con người anh chị là ai cũng phải cần sức khỏe hết. Trước không cần thì sau cũng phải cần các anh chị. Cho nên ngày hôm nay cái việc mà chúng ta có kiến thức về sức khỏe và những sản phẩm cho vấn đề sức khỏe là rất là quan trọng. Cho nên á, sớm muộn gì chúng ta cũng phải học. Có thể chúng ta rất giỏi về mỹ phẩm, về make up, nhưng mà chúng ta cũng phải giỏi về dinh dưỡng, chúng ta cũng phải biết về dinh dưỡng. Tại vì nó chính là cái nền tảng quan trọng nhất, và nó là dòng sản phẩm chiếm doanh số tới 70% của công ty của chúng ta các anh chị. Cho nên dinh dưỡng là quan trọng nhất cả nhà nha. Rồi, bước đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các anh chị, đây là cái lưu trình là 4 bước. Khi mình đầu tiên là chúng ta sẽ nhận một cái cuộc gọi, hoặc là chúng ta nhận một cái tin nhắn của một ai đó
hoặc là chúng ta biết được người đó bị nhiễm chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải nên trao đổi giúp đỡ cho họ. Chúng nên trao đổi giúp đỡ cho họ, thì cái bước đầu tiên chính là cái bước quan trọng nhất mà mình, các anh chị có thời gian các anh chị nên ghi. Và đối với mình là đây là bước quan trọng nhất, đó chính là bước hỏi thăm khách hàng một cách tận tình chu đáo. Các anh chị phải quan tâm tới khách hàng trước, chứ không phải là chúng ta quan tâm tới bán hàng trước cả nhà. Quan tâm tới khách hàng trước chứ không phải quan tâm tới bán hàng trước, cả nhà đồng ý không ạ? Cả nhà có thấy rằng là chúng ta làm cái ngành kinh doanh Nutrilite này, ngành sức khỏe này, các anh chị có thấy mình giống như một bác sĩ không? Giống như là một cái người mà chuyên về dinh dưỡng không ạ? Chúng ta có thấy hồi xưa chúng ta không có cơ hội để làm bác sĩ, nhưng mà đôi lúc chúng ta làm cái ngành này bây giờ giống như chúng ta là bác sĩ vậy đó. Tại sao vậy? Chúng ta quan tâm đến từng cái vấn đề bệnh tật của người khác đó, chúng ta quan tâm đến từng người khác luôn. Và việc chúng ta quan tâm đến người khác nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái ngành kinh doanh này gọi là đi đúng cái hướng, đi đúng cái đường và đúng cái 3S từ tâm cả nhà đó. Rồi cái đầu tiên là mình phải hỏi thăm xem coi cái người nhiễm bệnh là ai, có phải là cái người gọi điện tới hay không, có phải là cái người nhắn tin tới hay không, hay là một người khác các anh chị, để chúng ta nắm tình hình sơ bộ của cái vấn đề là cái người bệnh. Cái điều thứ hai là cái người này là nam hay nữ. Nếu chúng ta biết là nam hay nữ thì chúng ta sẽ biết về thói quen sinh hoạt, chúng ta biết về sức khỏe của người đó. Và vấn đề thứ ba nữa là các anh chị phải hỏi về độ tuổi. Tại vì chúng ta phải biết về độ tuổi, tại vì độ tuổi người nhỏ thì sẽ phản ứng với COVID là khác, mà người già lại khác các anh chị, người lớn tuổi là rất là khác luôn. Cho nên chúng ta phải hỏi về độ tuổi. Nếu mà là thanh niên á, thì đỡ hơn rất là nhiều, đúng không? Và chúng ta có thể hỏi tiếp về tình hình sức khỏe trước đây. Tình hình sức khỏe trước đây của người này là như thế nào? Ok, cảm ơn Giàu nhé. Tình hình sức khỏe trước đây là như thế nào? Là có cái vấn đề sức khỏe tốt hay xấu? Có những cái vấn đề về bệnh lý nền hay không? Ngày hôm qua các cô chú, các anh chị đã nghe một cái phần chia sẻ rất là chi tiết của bác sĩ Hùng rồi. Thì hôm nay mình không có đi vào chi tiết đó nữa, tại vì bác sĩ Hùng đã chia sẻ quá là tuyệt vời rồi. Và chúng ta có cái video được gửi trên hệ thống. Các anh chị nên học lại và nghe lại. Còn ngày hôm nay mình đi vào vấn đề thực tế, là biến con các anh chị trở thành một người tư vấn cho cái trường hợp cụ thể các anh chị nhé. Tại sao chúng ta phải hỏi về những cái bệnh lý nền trước đây? Ví dụ như là huyết áp, ví dụ như là tim mạch, ví dụ như là bệnh phổi, ví dụ như là ung thư. Và có 9 cái vấn đề bệnh rất là nặng có liên quan đến bệnh nền, mà nếu như nhiễm COVID nữa thì cực kỳ nguy hiểm cả nhà đó. Và mình rất là buồn khi mà nghe anh Hoàng Thanh chia sẻ là cháu ruột của anh Hoàng Thanh là 14 tuổi là coi như nhiễm COVID và mất. Và lúc này mình đã vội vàng gọi điện hỏi thăm các anh chị và phát hiện một điều là cháu của anh Hoàng Thanh chỉ 14 tuổi thôi, nhưng mà nặng đâu đó là 70-80 kg lận anh chị. Tức là có một cái bệnh lý nền rất nặng, đó là béo phì. Và cái vấn đề béo phì là các anh chị hiểu rồi, là những cái tế bào mô mỡ nó làm cản trở cái đường hô hấp, cũng như là nó làm cản trở cái nhịp tim, nó làm cản trở cái vấn đề hô hấp và tim mạch. Thì cái việc mà diễn biến của cái vấn đề sức khỏe khi nhiễm COVID nó sẽ trở nặng hơn rất là nhiều, và nó rất là đột ngột, tức là mình không có trở tay kịp khi mà có cái bệnh lý nền nặng như vậy các anh chị. Và chúng ta sẽ hỏi tiếp về cái tình trạng sức khỏe hiện tại sẽ như thế nào. Người đó đang có bị nóng sốt hay không? Người đó đang có bị ho hay không? Người đó đang có bị rát cổ họng hay không? Hay là có cái vấn đề gì không? Thì chúng ta phải hỏi kỹ chỗ này các anh chị nha. Chúng ta hỏi kỹ chỗ này. Rồi, chúng ta hỏi kỹ chỗ này. Và tiếp tục đó là hiện tại thì đang ở đâu? Tức là đang cái cách ly chưa? Hay là vẫn đang còn ở nhà? Và sắp tới đây á, thì nhà nước của mình rất là tuyệt vời là sẽ cho mọi người cách ly tại nhà cả nhà. Và chúng ta sẽ được cách ly tại nhà. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta được cách ly tại nhà thì nó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà nó cũng là một cái điều mà gọi là khá là nguy hiểm. Tại sao? Vì nếu như chúng ta không có tuân thủ, chúng ta cách ly ở nhà nhưng mà chúng ta vẫn đi ra ngoài, thì chúng ta vô tình sẽ làm một cái vật trung gian để mà lây nhiễm cho rất là nhiều người khác, đặc biệt là cũng khá là nguy hiểm cho gia đình của mình nếu chúng ta không biết cách bảo vệ cái người bệnh cũng như bảo vệ những người trong nhà cả nhà. Nhưng nó lại có một cái ưu điểm, đó là cái điều kiện về ăn ở, điều kiện về sinh hoạt chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta đến một nơi rất là đông người và chúng ta thiếu thốn rất là nhiều, thì cái vấn đề sức khỏe chúng ta là càng nguy hiểm hơn, đúng không cả nhà? Đó, đúng rồi. Rồi, đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải hỏi thăm. Vì chúng ta hỏi thăm này, nó thứ nhất nó tạo được cái sự gần gũi của mình với lại những người khách hàng của mình là một. Cái điều thứ hai nữa là cái mức độ mình hiểu biết về cái người bệnh này nhiều hơn, thì lúc này chúng ta sẽ đưa ra cái phương án là chính xác hơn rất là nhiều anh chị nhé. Và chúng ta sẽ phải xem coi cái thời gian mà cần phải sử dụng sản phẩm dinh dưỡng là nó gấp rút cỡ nào anh chị nhé. Nếu như người đó có bệnh lý nền thì tất nhiên là rất 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 gấp. Còn nếu người đó là một người thanh niên đang khỏe mạnh thì cái việc dùng Nutrilite là chắc chắn cũng phải dùng. Tuy nhiên là đôi khi nó không có gấp rút bằng những người đang có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Cả nhà có đồng ý với mình không ạ? Nếu cả nhà đồng ý thì chúng ta hãy comment chữ đồng ý ra. Và nếu chúng ta cảm thấy cái phần nội dung đầu tiên rất là quan trọng
thì chúng ta hãy comment cái chữ đồng ý. Tại vì cái phần này là cái phần thường chúng ta hay bỏ qua, chúng ta đi thẳng vào việc và sản phẩm luôn và giá sản phẩm luôn là bao nhiêu tiền, thì mình nghĩ là các anh chị sẽ không nắm được những cái thông tin cơ bản này. Lúc này chúng ta sẽ không hiểu về khách hàng này, và đôi khi những người tiêu dùng đó lại chính là những người trong tương lai sẽ là người phân phối sản phẩm cho chúng ta. Trong tương lai họ sẽ là người đồng hành với chúng ta luôn các chị. Cho nên là chính vì cái lý do đó mà chúng ta cần phải có được cái mối quan hệ tốt ngay từ những buổi gặp đầu tiên là như thế này các chị nhé. Rồi, đây là điều thứ nhất. Bước thứ hai mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là đồng cảm với khách hàng. Bước thứ hai là chúng ta phải đồng cảm với khách hàng. Chúng ta cũng phải thể hiện cái sự chúng ta phải thể hiện cái sự lo lắng. Chúng ta cũng phải thể hiện cái sự lo lắng cho cái sức khỏe của người bệnh. Chúng ta thể hiện cái sự lo lắng là giống như là người nhà vậy đó các anh chị. Giống như là nếu một người đó là người phụ nữ thì mình tưởng tượng giống như mẹ mình đang bệnh hoặc là bà mình đang bệnh, thì mình cũng phải thể hiện cái sự lo lắng, đồng cảm, lo lắng đồng cảm. Chứ chúng ta không thể nói ngay cái bệnh này không sao đâu. Bệnh này không sao đâu, cái cô chú anh chị đừng lo gì chứ. Thì chúng ta không thể hiện cái sự lo lắng đồng cảm mà chúng ta cảm thấy cái sự dửng dưng là không được các anh chị nha. Lo lắng đồng cảm cùng với người ta. Đó, rồi chúng ta hãy an ủi động viên, an ủi động viên. Lúc này chúng ta mới an ủi động viên, tức là đồng cảm xong chúng ta an ủi động viên, thì chúng ta nói một cái điều như thế nào ạ? Cô cứ an tâm, tại vì đã có nhiều người đã bị nhiễm rồi, nhưng bây giờ đã khỏe mạnh rồi. Cho nên đầu tiên cái tinh thần mình phải an tâm trước đã. Rồi mình cho người ta cái tư tưởng lạc quan tích cực là sẽ khỏi bệnh. Cho người ta cái tư tưởng lạc quan tích cực là cái này mình sẽ khỏi bệnh và may mắn là đã liên lạc được với con hoặc là với em, thì sẽ có một cái giải pháp để cho mình vượt qua một cách dễ dàng hơn. Đó, rồi. Tại vì thực sự các anh chị biết không, có rất là nhiều người trong cái giai đoạn này người ta vô cùng hoang mang, vô cùng lo lắng. Vô cùng hoang mang, vô cùng lo lắng. Và người ta không có biết hướng nào cả. Và ai nói gì cũng nghe, ai bài gì cũng làm. Nhưng mà ai phân tích một cách chu đáo hơn và kỹ lưỡng hơn, thì tất nhiên cái mức độ tin cậy của người bệnh đối với mình sẽ cao hơn, đúng không cả nhà? Đó, cho nên mình phải tin tưởng lạc quan, giúp cho người ta có một cái tư tưởng lạc quan tích cực là sẽ khỏi bệnh. Rồi, chúng ta chia sẻ thông tin là đã có nhiều người từ dương tính đã chuyển sang âm tính rồi. Mình chia sẻ thông tin là đã có nhiều người đã khỏe mạnh rồi, để mà trấn an. Đó, chính xác ạ. Động viên chân thành, chính xác ạ. Đó, chúng ta phải trấn an được cái người bệnh cái đã, hoặc là trấn an được cái người nhà của người bệnh cái đã, đúng không ạ? Rồi, cho nên là chúng ta sẽ nói cho mọi người biết vấn đề sức khỏe là tuyệt vời lắm. Và ở đây mình có một cái câu nói chia sẻ với các anh chị là tài sản duy nhất mà chúng ta có được cho đến thời điểm này, đó chính là sức khỏe. Bao nhiêu trong số chị đồng ý điều này ạ? Tại vì có sức khỏe là có tất cả, đúng không anh chị? Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là có cả. Giả sử bây giờ ai đó cho các anh chị 100 tỷ mà đổi lại các anh chị đang bị một cái vấn đề về chạy thận nghiêm trọng, và các anh chị chỉ còn alo đi, rồi Dương, ok rồi, có bạn Dương vào rồi, đợi anh xíu nha Dương. Rồi đó, vậy thì các anh chị chung là giả sử ai đó ok chờ chút nhé, giả sử ai đó mà có vấn đề về sức khỏe, là coi như là người ta cho họ 100 tỷ, nhưng mà đổi lại bây giờ họ chỉ còn có 3 tháng để mà chạy thận nữa là coi như là mất. Vậy thì anh chị thấy là 100 tỷ này nó còn có ý nghĩa không? Các anh chị có muốn nhận 100 tỷ này không? Và đổi lại vấn đề sức khỏe không còn nữa, chắc chắn là không muốn. Vậy điều suy ngược lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu các anh chị đang còn khỏe mạnh, đang còn tuyệt vời, thì các anh chị đang sở hữu trong tay mình một tài sản vô giá, thậm chí nó hơn cái số tiền 100 tỷ rất là nhiều lần. Đúng không ạ? Đó, cho nên anh chị phải biết yêu thương cái cơ thể mình mỗi ngày. Ngày nào mình cũng phải là coi như là dỗ cái cơ thể của mình, và nói đây là tài sản quý nhất của tôi, đúng không anh chị? Đây là tài sản quý giá nhất của tôi. Tiền trước mắt anh chị có nhiều hay ít không quan trọng, nhưng khẳng định một điều, chỉ cần các anh chị có sức khỏe là các anh chị có thể có tất cả. Chúng ta có những cái người không hiểu được cái điều này, cho nên người ta phải đi bán mạng, bán sức lao động của mình thời trẻ để người ta đổi lấy tiền. Nhưng mà khi về già đó là người ta lại lấy cái tiền người ta làm được để mà nuôi bác sĩ, để mà bảo dưỡng sức khỏe, nhưng mà thực tế là không thể nào mua được các anh chị. Có một cái câu nói mình rất thích, đó là gì? Giữ quần áo sạch là giữ lúc mới may, giữ thanh danh là giữ ngay lúc trẻ, mà giữ sức khỏe là giữ hàng ngày. Có bao nhiêu cái anh chị nhớ được cái câu này ạ? Nếu nhớ là câu này anh chị hãy nốt để cho mọi người cùng học được không ạ? Giữ quần áo sạch, giữ lúc mới may, giữ thanh danh là giữ ngay lúc trẻ, còn giữ sức khỏe là giữ hàng ngày. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục ạ. Sau cái giai đoạn đồng cảm xong, chúng ta mới đến cái giai đoạn thứ ba, đó là chúng ta phải cho lời khuyên một cách chân thành và chúng ta có kiến thức chu đáo các anh chị. Và cái phần này rất là quan trọng. Phần này đòi hỏi các anh chị phải nghe đi nghe lại cái video của bác sĩ Hùng, hoặc là các anh chị phải tìm hiểu những cái thông tin chính thống, tìm hiểu những cái thông tin chính thống, thì lúc này chúng ta mới có một cái lời khuyên chân thành, và đặc biệt nó là lời khuyên chu đáo, và nó còn là lời khuyên chính xác nữa các anh chị. Tại vì chúng ta không thể cho người ta những cái lời khuyên mà chúng ta không biết là lấy ở đâu, chúng ta chỉ gấp ở trên mạng xong chúng ta chia sẻ là không được.
Giống như ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta được nghe rất là nhiều người có kinh nghiệm thực tế về dương tính với COVID luôn sẽ chia sẻ. Thì lúc này có phải là các anh chị có thông tin chính xác nhất và thực tế nhất của những người đang bệnh mà chia sẻ, các anh chị cảm thấy có hạnh phúc không ạ? Có 251 các anh chị đang ở trong phòng Zoom này. Có bao nhiêu các anh chị cảm thấy là mình may mắn khi ngày hôm nay mình sẽ được nghe chính cái nhân chứng là những người có kinh nghiệm thực tế chia sẻ luôn. Thì lúc này chúng ta có kinh nghiệm thực tế đó, nếu lỡ mai trong gia đình của mình, bản thân mình hoặc người xung quanh mình bệnh thì chúng ta lại có kiến thức thực tế chúng ta chia sẻ, điều đó cực kỳ hạnh phúc. Nếu những người không có vào đây, có phải chúng ta không có kiến thức này, chúng ta không có tự tin để chia sẻ, đúng không các anh chị? Rồi, về những cái vấn đề này thì mình muốn chia sẻ anh chị những cái kiến thức đây. Thứ nhất là căn dặn về ăn uống, thì chúng ta phải dựa trên cái nền tảng là bốn trụ cột của sức khỏe. Các anh chị biết bốn trụ cột của sức khỏe là gì không? Cái trụ cột đầu tiên đó là về dinh dưỡng, là chúng ta phải dặn là thứ nhất là tuyệt đối là không được uống nước lạnh nữa, tại vì cái con virus này nó rất thích cái môi trường lạnh, cho nên chúng ta phải uống nước ấm, và càng ấm thì càng tốt, chứ đừng có nóng phỏng là được rồi, nhưng mà càng ấm là càng tốt các anh chị nhé. Chúng ta sẽ diệt được cái con virus, giảm được một cái số lượng rất là lớn các anh chị nhé. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải kêu họ là phải ráng ăn uống, bồi dưỡng, tại vì cái hiện tượng của cái người bị nhiễm nó rất là dễ dẫn đến một cái tình trạng là bị mất vị giác, tức là mất vị giác là ăn không còn biết ngon nữa. Rồi không có còn biết mùi vị nữa, các anh chị không còn biết mùi vị nữa. Nhưng mà cái vấn đề dinh dưỡng đó, theo các anh chị nó có quan trọng không? Tại vì đối với một người mà không có bị bệnh á, thì cái chuyện ăn uống đầy đủ chất đã là việc quan trọng rồi. Và đối với một người bị bệnh á, mà ăn uống không đủ chất á, là nó càng nguy hiểm hơn. Cho nên chúng ta càng phải đủ chất hơn để chúng ta đủ cái sức đề kháng chúng ta vượt qua. Đây là cái lời khuyên rất là chân thành và rất là ấm áp của anh chị dành cho cái người khách hàng của mình. Rồi, cái lời khuyên tiếp theo đó là chúng ta phải, cho dù chúng ta mệt mỏi, chúng ta cũng phải ráng vận động. Thì khi chúng ta vận động thì cơ thể chúng ta nó sẽ tạo ra được nhiều kháng thể hơn, nó tạo ra được nhiều kháng thể hơn. Mồ hôi chúng ta đổ ra thì chúng ta càng có cái sức khỏe hơn. Thì chúng ta vận động ở đây không phải là vận động mạnh, mà chúng ta vận động hợp lý, làm cho máu huyết chúng ta lưu thông. Chào chị Ngọc, chào tất cả mọi người. Làm huyết cho chúng ta, máu huyết chúng ta lưu thông, giúp cho chúng ta là có được một cái sức đề kháng, một cái hệ miễn dịch tốt hơn là chúng ta nằm lì một chỗ. Và nếu có điều kiện thì chúng ta nên phơi nắng, nên phơi nắng, cho mình một cái cơ hội để phơi nắng vào cái khoảng thời gian khoảng 10 giờ để chúng ta hấp thụ thêm cái vitamin D. Tại vitamin D rất là tốt cho cái vấn đề tăng đề kháng, tăng miễn dịch của chúng ta, cả nhà nhé. Rồi, một cái việc quan trọng nữa là gì? Đó là chúng ta phải khuyên khách hàng nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nghỉ ngơi một cách hợp lý, đừng có thức nhiều quá. Chúng ta cũng cần cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý, cân đối để chúng ta tái tạo lại cái sức khỏe của mình. Rồi, đặc biệt nhất, cái yếu tố quan trọng nhất đó là yếu tố về tinh thần. Chúng ta phải khuyên họ là cần có một cái tinh thần lạc quan, vui vẻ, lạc quan, vui vẻ, tích cực, là mình tuyệt đối mình sẽ vượt qua. Tại vì nếu như cái người bị COVID mà bị nặng á các anh chị, thật sự nó là một cuộc chiến tranh, là một cái cuộc chiến giữa cái sự sống và cái chết, nó không hề đơn giản. Và nếu như họ không có một cái tinh thần mạnh mẽ, tinh thần lạc quan là tin tưởng tuyệt đối họ sẽ khỏe mạnh, thì có thể người ta sẽ buông xuôi. Và chỉ cần người ta buông xuôi mà người ta thở ra, người ta làm biến thở vô thôi, các anh chị biết là cái một khác biệt rất là lớn rồi đó. Cho nên cái tinh thần, ý chí, cái nghị lực sống phải mạnh mẽ. Và chúng ta phải động viên họ là về tinh thần này quan trọng. Phải nghĩ là mình phải khỏe mạnh cho người thân, khỏe mạnh cho người nhà. Cho nên cái yếu tố này đối với mình là cực kỳ quan trọng, là cái tác động về tâm lý. Ok. Rồi, cái những cái triệu chứng nếu có, những cái triệu chứng nếu có thì mình đưa ra người ta, mình nếu có đó là những hiện tượng như là nóng, sốt rất là cao, ho nhiều, có đàm, mất vị giác, cổ họng thì rát, mất khứu giác, tức là coi như là không ngửi được mùi và khó thở. Đây là những cái hiện tượng là đây là những cái hiện tượng mà cả nhà chúng ta phải phải hình dung, và mình đã hỏi rất là nhiều bạn bị dương tính rồi, và chúng ta phải tránh lây cho người thân, các chị tránh lây cho người thân. Nếu mà cả nhà chúng ta bị thì đôi khi chúng ta sẽ bị nặng hơn rất là nhiều, trong khi chúng ta bị một người thì chăm sóc còn dễ. Rồi Dương, chút xíu nữa Dương sẽ chia sẻ cho Dương. Đúng rồi, có vấn đề tiêu chảy nữa, tại vì có bạn Huy Dương ở đây á, Dương Huy ở đây á, là cái người mà đã âm tính rồi, một chút nữa bạn là nhân chứng cả nhà, cho nên bây giờ bạn có bổ sung cho mình là có tiêu chảy nữa thì đúng rồi đó, tại vì cái người thực tế nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không ạ? Và câu cuối mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là thầy cô chia sẻ rất là tuyệt vời. Sức khỏe là gì? Sức khỏe là vương miện trên đầu của người khỏe mạnh, mà chỉ có người bệnh tật thì mới nhìn thấy. Câu này thì bạn Kiên rất là hay chia sẻ cả nhà. Ok, cả nhà ghi lại câu này nha. Sức khỏe là cái vương miện trên đầu của cái người khỏe mạnh, nhưng mà bản thân người khỏe mạnh cũng không thấy luôn, chỉ có người bệnh tật thì mới nhìn thấy được cả nhà. Rồi, ok ha. Đó, bây giờ chúng ta tới bước số 3 rồi. Chúng ta đã cho lời khuyên một cách chân thành rồi, bây giờ chúng ta mới nói vấn đề về giải pháp cả nhà. Bước 4 là chúng ta mới nói về giải pháp. Chúng ta mới nói về nhân chứng và giải pháp. Cả nhà có thể chia sẻ về những cái nhân chứng, những cái hình ảnh, rồi những cái video mà chúng ta nhận được ở trên nhóm, hoặc là chúng ta nhờ tiếng trên. Tại vì những cái nhân chứng, những hình ảnh, những video này thì mình có gửi trong nhóm. Đó là cái nhóm là kết quả sử dụng sản phẩm Nutrilite. Thì anh chị nào có nằm trong nhóm đó thì mình nhận nhận cái hình ảnh video. Thì thường cái nhóm đó là trên Zalo các anh chị, nhưng mà mình sẽ post những cái kết quả vào đó.
để cho mọi người lấy. Mình không muốn post quá nhiều thì làm cho mọi người rối, cho nên phải post vào đúng cái nhóm kết quả các anh chị nha. Và chúng ta phải có cái nhân chứng. Ví dụ như đây là cái tờ giấy nè, đây là cái lời khuyên của Bộ Y tế và Y tế phường. Người ta khuyên là chúng ta phải uống bao nhiêu vitamin C, bao nhiêu vitamin E. Đó, và chúng ta bắt đầu nhấn mạnh nè anh chị. Chúng ta sẽ gửi như cái này để biết cái lời khuyên của bác sĩ là thực tế. Và chúng ta nhấn mạnh quan trọng của việc ăn uống đủ chất. Chúng ta phải nhấn mạnh được cái tầm quan trọng của ăn uống đủ chất. Và chúng ta phải nhấn mạnh tiếp là nếu bây giờ chúng ta không có được tốt, chúng ta không ăn được những cái dinh dưỡng gọi là dinh dưỡng thô, thì chúng ta cần phải có những dinh dưỡng tinh, những cái dinh dưỡng tinh túy mà được bóc tách tất cả những cái thành phần không cần thiết ra bên ngoài rồi. Và bây giờ nó chỉ còn cái thành phần tinh túy, ví dụ như là vitamin C, là chúng ta không phải ăn cam nữa mà giờ chúng ta uống viên luôn, trực tiếp luôn. Thì lúc đó các anh chị có thể bắt đầu chia sẻ rồi. Đến giai đoạn này thì mình nói anh chị luôn, sau khi mọi người đã nhìn thấy những người mua sản phẩm lại ngừa bệnh rồi, những người mua sản phẩm khỏe mạnh rồi, thì khách hàng sẽ tuyệt đối tin tưởng chúng ta. Và trong giai đoạn này thì người ta không còn suy nghĩ nhiều nữa cả nhà. Tại vì vấn đề tính mạng, vấn đề sức khỏe là đặt lên hàng đầu cả nhà nhé. Ở đây có một cái tuyệt vời nữa là anh chị nào cần á, thì mình sẽ tặng cho một cái bộ tài liệu. Ở đây là của cái Viện Phổi Trung ương và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của mình đã soạn ra một cái bộ tài liệu là gồm có những cái dinh dưỡng gì để hỗ trợ cái vấn đề COVID thì đã soạn ra rồi. Cho nên chúng ta cũng có thể cho khách hàng coi. Ý chúng ta muốn nói một điều, đây là lời khuyên rất là chính quy. Và đây là một trong những cái nhân chứng là gia đình của cô Oanh, thì có bạn Huy Dương ở đây luôn. Đó là từ những ngày đầu tiên cô hỏi mình và mình gọi điện tư vấn nói chuyện với cô 30 phút đồng hồ ở bên Úc. Thì bắt đầu cô quyết định là sử dụng cái bộ dinh dưỡng và cô mua rất là nhiều. Các anh chị, cô mua đâu đó gần 20 triệu luôn đó. Và cho gia đình của mình là có 5 người bị COVID. Và sau khi mà khỏe mạnh âm tính hết về nhà thì cô bắt đầu chia sẻ, cô bắt đầu đăng lên Facebook. Cô bắt đầu đăng lên Facebook và cô cảm ơn. Và từ cái bài post của cô thì có rất là nhiều người đã tin tưởng và đã chia sẻ rất là nhiều, rất là nhiều. Và bắt đầu sử dụng cái sản phẩm Nutrilite. Thì ở đây có một cái bạn Như, bạn chỉ mới có 16, 17 tuổi thôi thì bạn cũng nhiễm. Và bạn cũng, mình cũng muốn là bạn có thể làm nhân chứng để các bạn có thể chia sẻ những tình hình của mình và bạn cải thiện như thế nào cả nhà nhé. Một chút nữa chúng ta sẽ được giao lưu. Rồi, và nếu như khi mà khách hàng đã thấy qua những cái thông tin đó rồi, thông qua 4 bước tư vấn của chúng ta rồi, thì khách hàng sẽ có cái lòng tin rất là lớn. Và khi khách hàng có lòng tin rồi thì khách hàng sẽ hỏi về sản phẩm và sẽ hỏi về giá cả. Và mình có một cái nguyên tắc tư vấn sản phẩm thì không bao giờ mình chỉ nói một bộ các anh chị, không bao giờ mình chỉ nói một bộ. Và lúc nào mình cũng cho là hai cái combo. Một cái combo thì làm những cái sản phẩm cơ bản nhất. Ví dụ như hai cái sản phẩm này thì đâu đó tầm khoảng chưa tới 1 triệu là C với E. Là đây là những sản phẩm của Bộ Y tế và của các cơ quan về dược nè, rồi của Viện Phổi Trung ương nè, rồi của Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh nè, là đã khuyến dụng rồi. Nhưng mà mình luôn luôn tư vấn kèm một cái bộ full option, tức là một cái bộ dinh dưỡng tối ưu cho cái người bị COVID. Đúng ra thì chúng ta cũng cần thêm cái probiotic các anh chị, nhưng mà trong giai đoạn này mua probiotic cực kỳ khó, cho nên là mình không có liệt kê vào đây. Tuy nhiên các anh chị nào đặt được đơn hàng SOP là đơn hàng shop thì chúng ta cũng có thể lấy được probiotic các anh chị nhé. Và tất nhiên ngày hôm qua bác sĩ Hùng cũng đã giải thích rồi tại sao chúng ta phải dùng những sản phẩm này, thì các anh chị đã hiểu rồi. Còn ngày hôm nay đối với khách hàng, chúng ta chỉ giải thích cơ bản đây là cái bộ dinh dưỡng hoàn hảo giúp cho chúng ta nâng đề kháng, nâng miễn dịch. Và khi chúng ta đang bệnh đó, thì cái việc mà nâng đề kháng, nâng miễn dịch là cực kỳ quan trọng. Tại sao? Tại vì bây giờ bệnh COVID là không có thuốc điều trị và chúng ta cần phải liên tục hạ sốt, đồng thời chúng ta dùng cái dinh dưỡng, đồng thời chúng ta là trong vòng 2 tiếng là chúng ta phải uống 2 viên C, 2 tiếng chúng ta uống 2 viên C để kiềm chế, không cho cái vấn đề sốt phát triển cả nhà. Tại vì nó sốt là cực kỳ nguy hiểm. Cái giai đoạn mà sốt và khó thở là giai đoạn nguy hiểm nhất. Chúng ta phải vượt qua được cái giai đoạn đó thì chúng ta coi như ổn định và trở về âm tính. Rồi chúng ta có thể hướng dẫn cho khách hàng xúc cái nước muối sinh lý hoặc là nước muối pha loãng để luôn luôn sát khuẩn cái vòng họng. Rồi chúng ta hướng dẫn dùng cái chai xịt của chúng ta. Rồi chúng ta hướng dẫn dùng cái nước rửa tay của Amway để mà tiệt trùng, để mà hỗ trợ cho cái vấn đề chống lây nhiễm lây lan. Đó, thì đến lúc này chúng ta tập trung vào việc là chúng ta sẽ chia sẻ về cái dinh dưỡng này, tại sao dinh dưỡng này tốt, và chúng ta sẽ nói về cái dinh dưỡng Nutrilite của Amway là cái dinh dưỡng số 1 thế giới như thế nào. Cả nhà có hình dung không ạ? Đó, lúc này chúng ta nói về dinh dưỡng Nutrilite của chúng ta là dinh dưỡng số 1 thế giới như thế nào. Và cái nhân chứng đã được thuyết phục rồi thì tới lúc này các anh chị an tâm tuyệt đối các anh chị nha. Đó, có những trường hợp thì người ta bị nghẹt mũi thì các anh chị có thể hướng dẫn làm sao để người ta xúc được cái mũi của mình các anh chị ha. Rồi thì bây giờ cái phần chia sẻ của mình đến đây, thì mình muốn đưa một số cái thông tin nè. Cái tài liệu này các anh chị nào cần sẽ được tặng cho các anh chị nha, sẽ được tặng cho các anh chị. Rồi hướng dẫn dinh dưỡng của Viện Phổi Trung ương. Rồi ok các anh chị nha. Rồi đây các anh chị có thể tham khảo qua. Rồi tiếp tục
là chúng ta, đây là cái hướng dẫn về dinh dưỡng COVID của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cả nhà có thể tham khảo, để chi, để chúng ta biết một điều là ai cũng khuyên chúng ta tăng cường vitamin C, vitamin A, vitamin E, đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy trong tài liệu này rất là rõ các anh chị. Rồi đối với những người mà chưa có bị bệnh thì sao? Chưa bị bệnh nhưng người ta vẫn quan tâm, thì lúc này mình phải nói cho họ biết một điều là bây giờ phòng bệnh thì quan trọng hơn chữa bệnh. Và trong một gia đình có một cái người bệnh rồi thì cả gia đình đó đều có nguy cơ nhiễm bệnh rất là cao, cho nên cả gia đình đó cũng cần cái việc là cần nâng cao cái hệ miễn dịch, sức đề kháng, để hạn chế nhiễm lây chéo, và chúng ta giúp cho họ nếu như lỡ như mà có nhiễm bệnh rồi thì cũng có thể phòng bệnh một cách rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì trong người của mình có một cái dinh dưỡng rất là cao thì cái hệ sức đề kháng miễn dịch mình cũng lớn, thì cái việc mà phát triển của cái virus đó, nó sẽ giảm hơn rất nhiều so với cái cơ thể của một người yếu các anh chị. Và thầy cô chúng ta có dạy một câu ạ, có tiền chưa chắc hết bệnh, nhưng mà có bệnh thì chắc chắn hết tiền, đúng không các anh chị? Có tiền chưa chắc hết bệnh, nhưng mà có bệnh chắc chắn hết tiền. Các anh chị nhớ cái câu nói này được không ạ? Rồi, Bình sẽ làm key master, và Bình sẽ mời những cái